Xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật trong ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Trong bản tin chiều ngày 14 tháng 2, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Thủ tướng Trudeau dự kiến sẽ áp dụng đạo luật khẩn cấp để hỗ trợ phản ứng với đoàn xe. Cầu Ambassador ở Windsor, Ontario mở cửa trở lại cùng nhiều cảnh sát xung quanh. Ontario dỡ bỏ hệ thống hộ chiếu vaccine vào ngày 1 tháng 3, các yêu cầu về khẩu trang vẫn được giữ nguyên. Xe tải chở hơn 2.000 khẩu súng được báo cáo bị đánh cắp ở Peterborough. Hãng xe điện Việt Nam sẽ có mặt ở một đại lý ở Square One ở Mississauga. Nhiều thực phẩm bị thu hồi vì các loại côn trùng. Và trong phần tin thế giới, Ukraine kêu gọi hội họp với Nga trong bối cảnh căng thẳng. Thủ tướng New Zealand gọi những người biểu tình chống quy định về vaccine là xính ngoại. Hồng Kông sẽ tiêm vaccine cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên trong bối cảnh làn sóng Covid-19 mới tăng đột biến. ETF kêu gọi mọi người dành cho người yêu cũ một điều bất ngờ trong ngày lễ tình nhân bằng cách giao nộp họ Kể từ ngày 15 tháng 2, Việt Nam sẽ dỡ bỏ hạn chế Covid-19 đối với các chuyến bay quốc tế. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết cùng với Hoàng Ngọc. Thủ tướng Trudeau dự kiến sẽ áp dụng đạo luật khẩn cấp để hỗ trợ phản ứng với đoàn xe. Thủ tướng Justin Trudeau dự kiến sẽ thông báo hôm thứ Hai rằng ông sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ các tỉnh chấm dứt các cuộc phong tỏa và tình trạng mất trật tự công cộng đã kéo dài 18 ngày qua ở Ottawa. Một nguồn tin an ninh quốc gia và một nguồn tin tham gia cuộc họp kính sáng thứ hai của đảng tự do cho biết, chính phủ sẵn sàng viện dẫn hành động này và các quan chức cấp cao đang chuẩn bị cho một thông báo sắp xảy ra. Nhiều nguồn tin cũng nói rằng các quan chức liên bang đang cân nhắc các lựa chọn cho quân đội để giúp với công tác hậu cần. Nhưng chưa có kế hoạch vào lúc này về việc sử dụng quân đội để giúp cảnh sát đối phó với dân thường hoặc triển khai quân đội tới các cuộc biểu tình. Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp đã được lưu ý như một biện pháp ứng phó tiềm năng của liên bang đối với các tình huống khủng hoảng, bao gồm những ngày đầu của đại dịch COVID-19 cũng như ở hiện tại trong bối cảnh các đoàn xe phong tỏa đường phố, để ban bố tình trạng khẩn cấp về trật tự công cộng, trước tiên chính phủ liên bang phải tham khảo ý kiến của nội các tỉnh, sau đó chính phủ liên bang mới có thể ban hành một tuyên bố để các quyền hạn có hiệu lực. Các tiêu chí để ban hành này rất nghiêm ngặt. Để đủ điều kiện là tình trạng khẩn cấp về trật tự công cộng, một tình huống phải bao gồm các mối đe dọa với an ninh của Canada như được nêu trong đạo luật Dịch vụ tình báo an ninh Canada hoặc đạo luật quy định quyền hạn của cơ quan tình báo của đất nước. Đạo luật trường hợp khẩn cấp chưa từng được ban bố trước đây. Một khi được ban bố, các điều khoản khẩn cấp về trật tự công cộng sẽ hết hiệu lực sau 30 ngày. Mặc dù các điều khoản sẽ có hiệu lực ngay sau khi tình trạng khẩn cấp được tuyên bố, chính phủ sẽ cần đưa ra một đề nghị để xác nhận rằng tình trạng khẩn cấp trước quốc hội trong vòng 7 ngày. Nếu nó không nhận đủ phiếu trong các cuộc bỏ phiếu tại hạ viện và thượng viện, tuyên bố sẽ bị thu hồi. cầu Ambassador ở Windsor, Ontario mở cửa trở lại cùng nhiều cảnh sát xung quanh. Giao thông một lần nữa thông thoáng ở khu vực cầu Ambassador vào thứ hai sau khi một cuộc biểu tình kéo dài 6 ngày đã đóng cửa giao lộ quốc tế giữa Windsor và Detroit. Ngay sau nửa đêm, cơ quan dịch vụ biên giới Canada CBSA thông báo các hoạt động của cơ quan đã trở lại bình thường tại cầu, một trong những cầu cửa khẩu biên giới bận rộn nhất trong nước. Những người biểu tình chống lại các hạn chế về đại dịch đã chặn lối ra vào chính của cây cầu trong gần một tuần. Cảnh sát đã giải tỏa những người biểu tình và các phương tiện đã được kéo đi vào chủ nhật. Sáng sớm thứ hai, Hải quan và cơ quan bảo vệ biên giới Hoa Kỳ đã tweet một bức ảnh về chiếc xe tải vận tải đầu tiên có thể băng qua. Một lực lượng cảnh sát dày đặc vẫn hiện diện từ khu vực dọc theo đường nhà thờ Huron. Hôm thứ hai, đây cũng là hành lang chính cho giao thông đến cầu. Điều này để đảm bảo những người biểu tình sẽ không quay trở lại để chặn đường. Mizuno nói với các phóng viên hôm chủ nhật có thể sẽ xảy ra tình trạng mèo vần chuột trong một thời gian ngắn. Cảnh sát trưởng Windsor Pam Mizuno cho biết cảnh sát đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ nỗ lực cản đường khác. Khoảng 25 đến 30 người đã bị bắt và buộc tội phá hoại vào chủ nhật khi cảnh sát giải tỏa những người biểu tình. Giao thông tới các giao lộ dọc theo đường nhà thờ Huron đang bị hạn chế vào thứ Hai, có lẽ là để đảm bảo những người biểu tình không thể vào khu vực này. Thị trưởng Windsor, Drew Dilkens, cho biết hôm thứ Hai, việc đóng cửa kéo dài gần một tuần của cầu Ambassador khiến nền kinh tế thiệt hại khoảng 3 tỷ đô. Ontario dỡ bỏ hệ thống hộ chiếu vaccine vào ngày 1 tháng 3 – các yêu cầu về khẩu trang vẫn được giữ nguyên. Chính phủ Ontario sẽ dỡ bỏ bằng chứng về hệ thống tiêm chủng vào ngày 1 tháng 3 và chuyển giai đoạn 2 của kế hoạch mở cửa lại sang thứ năm, ngày 17 tháng 2, tức là sớm hơn 4 ngày so với thông báo trước đó. Thủ hiến Dufford cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Hai rằng mặc dù tỉnh sẽ dỡ bỏ hệ thống hộ chiếu vaccine, các doanh nghiệp và các cơ sở có thể tiếp tục yêu cầu bằng chứng về việc tiêm chủng nếu họ muốn. Các yêu cầu về khẩu trang sẽ vẫn được áp dụng tại thời điểm này. Tất cả các giới hạn về sức chiếu tại các nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim và phòng tập thể dục sẽ được dỡ bỏ vào thứ Năm. Một động thái ban đầu được dự tính sẽ có hiệu lực vào ngày 21 tháng 2. Thủ hiến Doug Ford cho biết, việc loại bỏ các biện pháp y tế công cộng này luôn là mục tiêu của chính phủ. Ông cho biết, với số ca nhập viện tiếp tục có xu hướng giảm, tỉnh sẽ không cần phải yêu cầu 3 liều vaccine trong bất kỳ loại hình chứng nhận nào. Ông Ford cho biết, lệnh về vaccine cho nhân viên và khách đến thăm tại các nhà chăm sóc dài hạn sẽ vẫn được áp dụng. Xe tải chở hơn 2.000 khẩu súng được báo cáo bị đánh cắp ở Peterborough cảnh sát Peterborough đang điều tra một vụ trộm có một chiếc xe chở hơn 2.000 khẩu súng vào sáng sớm Chủ nhật. Khoảng 7 giờ 30 sáng, các nhân viên Sở Cảnh sát Peterborough đã phản hồi các báo cáo về một chiếc xe tải bị đánh cắp từ bãi của một công ty vận tải đường bộ trên đường Park Hill Road East. Các nhà điều tra đã được thông báo chiếc xe tải chở hơn 2.000 khẩu súng kèm theo băng đạn. Cảnh sát xác định vụ trộm xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng Chủ nhật. Người ta tin rằng không có đạn dược trên xe tải. Cảnh sát tuyên bố vào tối Chủ nhật, không có chi tiết nào được cung cấp về loại xe hoặc súng bị đánh cắp, cảnh sát thành phố cho biết các cơ quan thực thi pháp luật khác trên khắp Ontario đã được thông báo về vụ trộm. hãng xe điện Việt Nam sẽ có mặt ở một đại lý ở Square One ở Mississauga. VinFast, một nhà sản xuất xe ở Việt Nam chuyên về các loại xe điện hiện đại, sắp ra mắt tại Canada và khu trung tâm mua sắm square one của mississauga tỉnh ontario sẽ là nơi đặt một trong những showroom hàng đầu của hãng này theo tờ insauga đưa tin Ngày khai trương chính xác của phòng trưng bày của VinFast tại Square One vẫn chưa được xác định, nhưng những tấm áp phích bên địa điểm mới sắp được xây dựng của nó đã khiến những người tìm kiếm rất tò mò. Nhà sản xuất xe điện đồng thời là nhà sản xuất xe hơi nội địa đầu tiên của Việt Nam đã có mức tăng trưởng kinh hoàng trên thị trường nội địa trong vài năm qua. Một cuộc mở rộng quy mô sang châu Âu và Bắc Mỹ đã được kế hoạch cho năm 2022 và khi VinFast thâm nhập thị trường Canada, hãng này sẽ cung cấp hai mẫu xe SUV chạy điện với nhiều mẫu xe sẽ ra mắt trong những tháng tiếp theo. Dự kiến VF8 và VF9 của VinFast sẽ bắt đầu xuất hiện trên các con đường của Canada vào cuối năm 2022. Nhưng giá ở Canada vẫn chưa được công bố. Tại Hoa Kỳ, VF8 bắt đầu ở mức 41.000 đô la Mỹ và VF9 là 56.000 đô la Mỹ. Nhiều thực phẩm bị thu hồi vì các loài côn trùng. Chính phủ đã ban hành lệnh thu hồi thực phẩm mới ở Canada vì lý do là Côn trùng. Vào ngày 8 tháng 2, một đợt thu hồi mới đã được ban hành với chuối sấy hữu cơ, organic dehydrated bananas của hãng Anhydra với các kích cỡ 125g, 1kg và 10kg. Chính phủ liên bang cảnh báo rằng không nên sử dụng, bán, phục vụ hoặc phân phối những mặt hàng này vì có thể có côn trùng trong chuối. Trong trường hợp này, các sản phẩm bị ảnh hưởng đã được bán ở Quebec, tuy vậy các cư dân ở vùng khác cũng nên đề phòng bỏ trong đồ ăn của mình. Đó là bởi vì đây là lần mới nhất trong một vụ thu hồi liên quan đến côn trùng ở Canada trong hơn một tháng qua. Vào tháng 12, thương hiệu Revelu Buttermilk Pancake and Waffle Mix Complete đã bị giới chức trách thu hồi vì cùng một vấn đề liên quan đến các sinh vật. Các sản phẩm bị ảnh hưởng đã được bán trên toàn quốc và có hạn sử dụng là ngày 10 tháng 8 năm 2022. Gần đây hơn vào tháng Giêng, một lệnh thu hồi đã được ban hành đối với sản phẩm Old Fashion Roll Oats của thương hiệu PC Organic cũng do côn trùng. Các sản phẩm này đã được bày bán trên toàn quốc và có hạn sử dụng là trước ngày 23 tháng 10 năm 2022. Chuối sấy không phải là loại trái cây duy nhất mà chứa các loại côn trùng. Chỉ vài tuần trước, sản phẩm chuối khô Organic Dry Banana Slice của thương hiệu Miski Organics cũng bị thu hồi khỏi thị trường vì vì lý do tương tự. Chúng được bán ở Ontario và Quebec và bạn nên kiểm tra hạn sử dụng của chúng trước ngày 18 tháng 10 năm 2022. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để được theo dõi những video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Ukraine kêu gọi hội họp với Nga trong bối cảnh căng thẳng. Thủ tướng New Zealand gọi những người biểu tình chống quy định về vaccine là xính ngoại. Vận động viên trực băng nghệ thuật của Nga tại Thế vận hội vẫn có thể thi đấu, nhưng lễ trao huy chương sẽ không được tổ chức. Hồng Kông sẽ tiêm vaccine cho trẻ từ 3 tuổi trở lên trong bối cảnh làn sóng Covid mới tăng đột biến. ATF kêu gọi mọi người dành cho người yêu cũ một điều bất ngờ trong lễ tình nhân bằng cách giao nộp họ nữ công tước Camilla xét nghiệm dương tính với Covid-19. Uống rượu champagne có pha ecstasy, một người chết và 8 người nhập viện ở Đức. Kể từ ngày 15 tháng 2, Việt Nam sẽ dỡ bỏ hạn chế Covid-19 đối với các chuyến bay quốc tế. Và sau đây là phần tin chi tiết. Ukraine kêu gọi hội họp với Nga trong bối cảnh căng thẳng. Ukraine đang kêu gọi một cuộc họp với Nga khi căng thẳng giữa hai nước gia tăng, làm dấy lên lo ngại ở Mỹ và các quốc gia đồng minh khác về một cuộc xung đột quân sự. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã thông báo yêu cầu tổ chức cuộc họp trong một dòng tweet vào Chủ nhật. Theo đó, ông Kuleba đã yêu cầu Nga và tất cả các quốc gia tham dự phải tụ họp trong vòng 48 giờ để thảo luận về việc tăng cường và tái triển khai ở biên giới của họ và ở bán đảo Crimea. Ông Kuleba cho biết lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Nga đã không đáp ứng yêu cầu tổ chức một cuộc họp theo văn kiện Vienna, một hiệp ước được ký kết bởi 56 quốc gia thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu, OSCE, với mục đích bảo vệ tính minh bạch của quân đội trên khắp lục địa. Yêu cầu về một cuộc họp ở Ukraine được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Moscow và Kiev, cũng như mối quan ngại của Hoa Kỳ và các nước đồng minh khác rằng Nga đang có kế hoạch xâm lược Ukraine. Nga đã phủ nhận việc có bất kỳ kế hoạch nào tương tự, mặc dù quốc gia này hiện đang tích lũy hơn 100.000 quân gần biên giới Ukraine. Cả hai bên cùng với các đồng minh NATO đã cố gắng tìm ra một giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng đang gia tăng, nhưng họ vẫn không đạt được một bước đột phá nào nhân vật quốc tế mới nhất trong việc nỗ lực và thiết lập một hướng đi chung giữa hai bên là thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ông Olaf Scholz đã đến Ukraine hôm thứ hai và dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày thứ ba. Thủ tướng New Zealand gọi những người biểu tình chống quy định về vaccine là "xính ngoại". Hôm thứ hai, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết bà cảm thấy các cuộc biểu tình chống lại quy định bắt buộc về vaccine COVID-19 đang bước sang tuần thứ hai là một hiện tượng xính ngoại và không giống với bất cứ điều gì bà từng thấy trước đây ở đất nước này hàng trăm người biểu tình vẫn tiếp tục chiếm giữ các bãi cỏ trước quốc hội Beehive. Nhất là vào ngày thứ Bảy, họ đã phớt lờ những lời kêu gọi rời khỏi không ngừng nghỉ từ phía cảnh sát và cơn mưa tầm tã vào cuối tuần qua cũng không thể khiến họ nản lòng. Chịu ảnh hưởng từ các cuộc biểu tình chống vaccine của những người lái xe tải ở Canada, những người biểu tình ở New Zealand cũng đã chặn đứng một số đường phố xung quanh quốc hội bằng xe tải, xe van và xe máy của họ. Các cuộc biểu tình tại New Zealand ban đầu khởi phát để chống lại các quy định về vaccine, nhưng chúng đã được hưởng ứng bởi các nhóm kêu gọi chấm dứt các hạn chế COVID-19, từ chối tiêm chủng cũng như kêu gọi sự chú ý đến các vấn đề xã hội khác như sự kiểm duyệt và quyền của cộng đồng dân tộc Maori. Là đất nước có 5 triệu người dân sinh sống, New Zealand hiện ghi nhận số ca mắc COVID-19 thấp nhất trên thế giới, phần lớn là nhờ vào các quy định nghiêm ngặt về biên giới, coronavirus và các hạn chế xã hội. Tuy nhiên, các ca mắc Omicron hàng ngày đã tăng lên gần chạm mức 1.000 ca vào thứ hai do một số hạn chế trong nước đã được nới lỏng trong tháng này. Biên giới của đất nước vẫn bị đóng cửa, khiến cho hàng chục ngàn người New Zealand xa xứ vẫn bị chia cắt khỏi gia đình của họ. Tòa án tối cao hôm thứ Hai đã bắt đầu xử vụ kiện chống lại chính phủ do một nhóm đại diện cho những người New Zealand xa xứ đệ trình lên. Theo đó, họ cáo buộc rằng đất nước đã từ chối một cách bất hợp pháp quyền nhập cảnh của công dân. Vận động viên trực băng nghệ thuật của Nga tại Thế vận hội vẫn có thể thi đấu, nhưng lễ trao huy chương sẽ không được tổ chức. Vận động viên trực băng trẻ tuổi người Nga Kamila Valieva đã được phép tham dự cuộc thi trượt băng nghệ thuật dành đơn nữ tại Thế vận hội mùa đông mặc dù cô đã có kết quả xét nghiệm dương tính với doping trước Thế vận hội. Một hội đồng thẩm phán đã tuyên phán quyết rằng cô gái 15 tuổi Valia và người được kỳ vọng cho chiếc huy chương vàng trượt băng ở nội dung đơn nữ không cần phải bị tạm thời đình chỉ trước khi được điều tra đầy đủ. Tòa án đã dành cho Valieva một quyết định thuận lợi một phần vì cô ấy là trẻ vị thành niên, độ tuổi được biết đến trong thuật ngữ Olympic là người được bảo vệ và phải tuân thủ các quy tắc khác với vận động viên trưởng thành. Mặc dù kết quả trên sân băng là gì đi nữa, thì Valieva cũng sẽ không có được khoảnh khắc tại lễ trao huy chương ở Bắc Kinh. Ủy ban Olympic Quốc tế IOC cho biết vào chiều thứ hai rằng nếu Valieva về đích trong top 3 sẽ không có lễ trao huy chương trong suốt thế vận hội, cũng sẽ không có buổi lễ dành cho chức vô địch do Valieva và đội Nga thiết lập cách đây một tuần. Quyết định không trao huy chương cũng ảnh hưởng đến Nathan Chen và những thành viên còn lại của đội hạng nhì Hoa Kỳ. Nếu Valieva và Nga bị loại, Nhật Bản sẽ giành huy chương bạc và Canada giành huy chương đồng. Trước đó, Valieva đã xét nghiệm dương tính với thuốc tim Trimatazidin vào ngày 25 tháng 12 tại đội tuyển quốc gia Nga, nhưng kết quả xét nghiệm từ phòng thí nghiệm thủy Điển đã bị kéo dài trong suốt 6 tuần. Kết quả chỉ được đưa ra trước ánh sáng cho đến một tuần trước, sau khi Valieva giúp ủy ban Olympic Nga giành huy chương vàng cơ quan chống doping nga rusada ngay lập tức đã đình chỉ hoạt động của cô sau đó dỡ bỏ lệnh cấm một ngày sau đó ioc và những bên khác đã kháng cáo và một phiên điều trần khẩn cấp đã được tổ chức vào tối chủ nhật trước phán quyết mới nhất của việc valieva vẫn được tiếp tục thi đấu phản ứng trên khắp thế giới từ sự ủng hộ cho đến xuất hiện những lời phàn nàn rằng bê bối doping của nga đã một lần nữa gây ảnh hưởng đến một sự kiện thể thao Hồng Kông sẽ tiêm vaccine cho trẻ từ 3 tuổi trở lên trong bối cảnh làn sóng COVID-19 mới tăng đột biến. Hồng Kông hiện đang có kế hoạch cung cấp vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên khi COVID-19 hoành hành trên khắp khu vực. Thông báo vào cuối ngày Chủ nhật được đưa ra khi Hồng Kông chứng kiến các trường hợp gia tăng khác trong khu vực. Thành phố đã báo cáo một kỷ lục là 2.071 trường hợp mới vào thứ hai và con số đó dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào ngày hôm sau chủng ngừa bằng vaccine Sinovac cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên sẽ bắt đầu triển khai vào thứ ba. Trước đây, độ tuổi để tiêm phòng cho trẻ em ở Hồng Kông tối thiểu là 5. Hồng Kông đã tiêm chủng đầy đủ cho 73% dân số đủ điều kiện không bao gồm trẻ em. Các trường học ở Hồng Kông đã gia hạn việc ngừng dạy trên lớp trong 2 tuần đến ngày 6 tháng 3. Các nhà chức trách đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tòa nhà dân cư ở bất cứ nơi nào xác định được các ô nhiễm trùng và đã cấm ăn uống công cộng sau 6 giờ chiều chỉ những người đã được tiêm vaccine mới được phép vào các trung tâm mua sắm và siêu thị. Với dân số khoảng 7,5 triệu dân, Hồng Kông hiện có hơn 7.000 người đang được điều trị hoặc đang chờ nhập viện vì COVID-19. Đến nay, Hồng Kông đã ghi nhận hơn 25.000 ca nhiễm COVID-19 và khoảng 220 ca tử vong. ATF kêu gọi mọi người dành cho người yêu cũ một điều bất ngờ trong ngày lễ tình nhân bằng cách giao nộp họp cục rượu thuốc lá súng và chất nổ hoa kỳ atf hiện đang kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin về người yêu cũ hoặc hiện tại của họ nếu những người đó có liên quan đến hoạt động sử dụng súng bất hợp pháp Ngày lễ tình nhân vẫn có thể vui vẻ ngay cả khi bạn đã chia tay. Bạn có thông tin về một người yêu cũ hoặc hiện tại liên quan đến hoạt động sử dụng súng bất hợp pháp không? Hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng đó là một ngày lễ tình nhân đáng nhớ theo dòng tweet của ATF trong ngày lễ tình nhân năm nay. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Nash ở Bắc Carolina cũng đã chia sẻ một bài đăng tương tự trên Facebook. Theo đó, yêu cầu mọi người giao nộp một người yêu cũ của mình phỏng theo các lệnh bắt giữ họ trong ngày lễ tình nhân này. Một số người dùng trực tuyến đã thúc giục ATF xem xét lại dòng tweet này bởi họ cho rằng nó có thể khuyến khích mọi người đánh trả người yêu cũ và có thể dẫn đến báo cáo sai sự thật. Dòng tweet của ATF xuất hiện trong bối cảnh Nhà Trắng đang nỗ lực giải quyết vấn đề giảm tội phạm sử dụng súng đạn. Chính quyền tổng thống Biden vẫn đang đối mặt với những thách thức trong việc thực hiện chương trình nghị sự về bạo lực súng đạn. Chính quyền cũng đã thúc đẩy hành động để hạn chế việc sử dụng súng ma do tư nhân chế tạo và rất khó truy tìm. Nữ công tiết Camilla xét nghiệm dương tính với Covid-19. Điện Clarence House hôm thứ hai thông báo rằng bà Camilla công tước phu nhân xứ Cornwall đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 chỉ 4 ngày sau khi chồng bà là thái tử Charles, 73 tuổi có kết quả tương tự. Bà Camilla, 74 tuổi hiện đang tự cách ly nhưng vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động công khai cũng như xét nghiệm hàng ngày sau các xét nghiệm dương tính của chồng mình. Bà Camilla và Thái tử Charles đều đã được tiêm phòng. Hồi tháng 3 năm 2020, Thái tử Charles cũng đã có kết quả dương tính với virus. Trong khi Thái tử Charles đã cho là đã gặp mẹ của mình, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, vào tuần trước, Cung điện Buckingham cho biết nữ hoàng không có các triệu chứng của dịch bệnh. Cung điện vẫn chưa chính thức thông báo liệu nữ hoàng có kết quả dương tính hay không. Vào đầu tháng này, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã tổ chức lễ kỷ niệm Bạch Kim đánh dấu 70 năm trên ngai vàng của mình. Nữ hoàng gần đây cũng đã tuyên bố rằng khi thái tử Charles trở thành vua, bà mong muốn nữ công tước Camilla sẽ là vương hậu. Kể từ ngày 15 tháng 2, Việt Nam sẽ dỡ bỏ hạn chế COVID-19 đối với các chuyến bay quốc tế. Việt Nam sẽ dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 đối với các chuyến bay chở khách quốc tế đến tất cả các thị trường bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 và không giới hạn số lượng chuyến bay. Tần suất các chuyến bay sẽ được khôi phục về mức trước đại dịch, theo báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Đinh Việt Sơn, phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết. Việt Nam đã thông báo cho các đối tác của mình về chính sách mới đó và chỉ có Trung Quốc là chưa đồng ý nối lại các chuyến bay thương mại với Việt Nam, ông Sơn cho biết thêm, Việt Nam đã bắt đầu nối lại dần các chuyến bay quốc tế với 15 thị trường từ đầu năm nay, đồng thời nới lỏng các yêu cầu về kiểm dịch, những hành khách đã được tiêm chủng hiện chỉ cần tự cách ly 3 ngày. Quốc gia Đông Nam Á này đã áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ khi bắt đầu đại dịch để ngăn chặn COVID-19, với một số thành công ban đầu, nhưng điều đó đã dán một đòn mạnh vào ngành du lịch đang phát triển, vốn chiếm khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, Việt Nam đã ghi nhận gần 2,5 triệu ca nhiễm COVID-19 với khoảng 39.000 ca tử vong. Số liệu chính thức cho thấy gần 98% trong số 98 triệu người đã được tiêm ít nhất 2 liều vaccine. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada buổi chiều do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Tin tức Canada và thế giới sẽ được cập nhật liên tục trong ngày trên kênh Culture Channel và sẽ gửi đến quý vị hai lần một ngày. Kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi những bản tin tiếp theo với những tin tức đáng chú ý khác. Xin quý vị đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này tốt hơn. Nếu đây là lần đầu xem kênh, mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.